Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào tối ngày thứ Sáu 20 tháng 7 2018, một đêm nhạc đấu tranh với chủ đề Đêm Truyền Lửa do ca sĩ Thu Sương và Đình Đại đến từ Pháp Quốc phối hợp với Thân Hữu đã được tổ chức tại thành phố Westminster, miền Nam California với sự tham dự đông đảo của các vị dân cử và các đoàn thể đồng hương. Và nhân dịp này, ca sĩ Thu Sương đã cho chúng tôi được biết. Thưa quý vị, cũng như thưa anh, đây là một cái chương trình mà Thu Sương hầu như là hàng năm Thu Sương đều qua Mỹ Quốc để mà thực hiện những cái chương trình nhạc đấu tranh. Tuy nhiên, vào cuối năm trước thì Thu Sương cũng như Đình Đại đã có mặt ở tại vùng đất Cali này và cũng đã thực hiện một cái chương trình hát trên vùng biển chết và được cái sự ủng hộ rất là nồng nhiệt của đồng bào tại Cali. Và từ đó thì nhất là trong cái giai đoạn này đang xảy ra kể từ ngày 10 tháng 6 khi mà xảy ra những cái sự kiện về vấn đề an ninh mạng cũng như vấn đề đặc khu kinh tế thì Thu Sương thấy là đây là một cái chương trình chúng ta rất cần thiết để mà chúng ta yểm trợ cho quê hương và từ đó thì Thu Sương đã lấy cái chủ đề là Đêm Truyền Lửa. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, cô Bích Trâm, người đồ họp chương trình, đã có đôi lời với quan khách. Thời sự dồn dập trong nước cho biết là ngày thì Cộng sản Việt Nam lại càng lộ rõ dạ tâm bán nước cho Trung Cộng hơn bao giờ hết. Và điều này đã thúc giục tuổi trẻ Việt Nam ồ ạt xuống đường vào ngày 10 tháng 6, 2018 vừa qua. Vậy, một trường hợp đặc biệt mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là trường hợp của công dân người Mỹ gốc Việt, Will Nguyễn, một sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Đại học Yale, trong chuyến về thăm Việt Nam đã có mặt, đã tham gia cuộc tuần hành để biểu tỏ sự ủng hộ cho quyền tự do hội họp của những đồng bào người Việt. Và Will Nguyễn đã bị Công an Cộng sản Việt Nam đánh đập, kéo lê trên đường phố và bắt giam. Và sau khoảng 40 ngày bị giam giữ, thì trong tuần này, vào ngày 20 tháng 7, bởi vì bên Việt Nam đi trước chúng ta một ngày, thưa quý vị, Will Nguyễn đã được Tòa án Cộng sản Việt Nam trả tự do. Đây là một tin vui cho cộng đồng. Và cũng cho thấy sức mạnh của cộng đồng của chúng ta, thưa quý vị. Sức mạnh của cộng đồng chúng ta đã phát huy hiệu quả khi mà cộng đồng chúng ta đã liên tục vận động những dân cử tiểu bang và liên bang để gây áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho Will Nguyễn. Nhưng mà câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra đó là thế còn số phận của những công dân của nước Việt Nam Cộng sản xã hội chủ nghĩa thì sao? Số phận của những người trẻ giống như Will đã xuống đường vào hôm 10 tháng 6 và những năm trước đó để mà biểu tình chống đối Trung Cộng xâm lăng và đã bị công an đàn áp, bắt bớ, bắt giam. Số phận của những người như mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà ngay trong lúc này vẫn đang tiến hành một cuộc tuyệt thực ở trong lao tù cộng sản. Số phận của những người dân ở Bình Thuận là một điểm nóng biểu tình vào hôm 10 tháng 6 sẽ ra sao? Khi mà thông tin cho biết là có ít nhất là 6 người dân Bình Thuận đã lãnh án tù chỉ vì họ thể hiện quyền công dân. Kính thưa quý vị, đó chính là chủ đề, là mục đích của Đêm Truyền Lửa. Bởi vì âm nhạc thì không có biên giới và âm nhạc có sức mạnh để kết nối những trái tim. Đêm Truyền Lửa với tiếng hát của hai nghệ sĩ tài hoa từ trời Âu, ca sĩ Thu Sương và ca nhạc sĩ Đình Đại, cùng sự phụ diễn của một số nghệ sĩ địa phương Diễm Liên, Huy Phước, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Và Đêm Truyền Lửa cũng xin hân hạnh giới thiệu CD Vùng Đất Chết của Thu Sương Đình Đại. Rất mong sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý vị. Và ngay bây giờ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu thành phần của ban tổ chức, những quý anh chị mà đã bỏ hết tâm can nghị lực để thực hiện chương trình Đêm Truyền Lửa. Trước tiên, chúng tôi xin mời ông Phạm Gia Đại, là đại diện cho Thân Hữu, nhóm Thân Hữu Nguyễn Chi Thiện, cố thi sĩ Nguyễn Chi Thiện, có thể tiến lên sân khấu. Chúng tôi cũng xin kính mời chị Nguyễn Tâm An,
đại diện cho mạng lưới nhân quyền Việt Nam có thể tiến lên sân khấu. Chúng tôi xin kính mời bác sĩ Nguyễn Văn Quát thay thế cho ông Nguyễn Văn Liêm, đại diện cho Nguyệt San diễn đàn giáo dân có thể tiến lên sân khấu. Chúng tôi xin kính mời bác sĩ Cao Minh Hưng, đại diện cho câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và chúng tôi xin kính mời nhạc sĩ Xuân Điềm, đại diện cho tù ca Xuân Điềm. Và sau cùng, chúng tôi xin mời người trưởng ban tổ chức, nhà báo Trần Phong Vũ có thể tiến lên sân khấu. Và kính thưa quý vị, đây, ban tổ chức của đêm chuyển lửa là những người mà đã làm việc không ngừng nghỉ ngày lẫn đêm để thực hiện chương trình đêm nay. Và xin quý vị nán lại sân khấu để có thể chụp hình lưu niệm cùng vị khách mời đặc biệt mà chúng tôi xin sẽ mời lên để phát biểu. Và trong giây lát, chúng tôi xin kính mời thị trưởng Tạ Đức Trí tiến lên sân khấu. Kế đến là phát biểu của ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi vô cùng hãnh diện cùng với tất cả quý vị có mặt trong đêm văn nghệ chuyển lửa. Chúng ta đều thấy là dự luật ba đặc khu cũng như là luật an ninh mạng đang đẩy dân tộc Việt Nam vào bến bờ vực thẳm. Chưa bao giờ trong 40 năm qua đồng bào trong nước đã xuống đường một cách mãnh liệt trong rất nhiều tuần lễ. Sự xuống đường biểu tình bày tỏ tranh đấu của đồng bào trong nước là hy vọng của dân tộc Việt Nam, và sự xuống đường hàng tuần của tập thể người Việt tại hải ngoại là niềm tin cho đồng bào trong nước. Đồng bào trong nước rất cần niềm tin, sự yểm trợ tinh thần của tập thể người Việt tại hải ngoại. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên trong ban tổ chức và các anh em văn nghệ sĩ có mặt trong ngày hôm nay để chúng ta cùng thể hiện sự quyết tâm tranh đấu bảo vệ bờ cội và chống lại sự độc tài cai trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong 43 năm. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng ra sức đàn áp, đồng bào trong nước vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình, và tập thể người Việt tại hải ngoại sẽ biểu tình, sẽ tranh đấu và sẽ đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Chúng ta hãy hy vọng sự tranh đấu của đồng bào trong nước, và chúng ta hãy cho chúng ta là niềm tin của đồng bào trong nước. Dân tộc Việt Nam cần có niềm tin, dân tộc Việt Nam cần có hy vọng, bởi vì niềm tin và hy vọng sẽ giúp cho chúng ta thấy được ánh sáng bình minh, và bình minh của dân tộc Việt Nam là tự do và dân chủ. Cảm tạ tất cả quý vị. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự đêm nhạc đấu tranh với chủ đề Chuyển lửa do ca sĩ Thu Sương và Đình Đại đến từ Pháp Quốc cùng với sự hỗ trợ của các hội đoàn miền Nam Cali tổ chức. Và chương trình được tiếp nối với phát biểu của nhà văn Trần Phong Vũ, đại diện ban tổ chức. Và thưa toàn thể quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ, một cái trình trùng hợp khá lạ. Ngày thứ 6 hôm nay chúng tôi chọn lựa, không bao giờ nghĩ rằng hôm nay là ngày là một cái ngày quan trọng, bởi có lẽ vì sự mòn mỏi của tuổi già quên đi rằng, nhưng mà đây quả là một cái điểm trùng hợp hy hữu. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7, là ngày mà đất nước chúng ta, người cộng sản đã kết liên với thực dân để mà cắt đôi đất nước Việt Nam của chúng ta. Tất cả những quý vị có mặt ở đây, chúng tôi biết rằng là chúng ta vẫn còn đau đớn trong lòng cái nỗi đau đó.
Thế thì lời đầu tiên chúng tôi xin thưa cùng quý vị, trong cái tâm tình đó, cái đêm chuyển lửa ngày hôm nay được rất vinh dự đón tiếp toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Chúng tôi biết quý vị chỉ là đại diện cho có rất rất nhiều những người không thể đến đây ngày hôm nay, và có thể một cách nào đó mai mốt đây họ sẽ có dịp được thấy những gì mà chúng ta đang thể hiện trong cái đêm chuyển lửa này. Lời cảm ơn của chúng tôi đến với các quý vị dân cử đại diện ở đây, đặc biệt là thị trưởng Tạ Đắc Chí, Đức Chi. Chúng tôi cảm ơn rất đông đảo những bạn trẻ đang có hiện diện ở đây. Chúng tôi cảm ơn cụ Tâm An là cái người mà giây phút này đang ngồi ở đây, nhưng mà đang đưa tất cả những hình ảnh và tiếng nói ở đây lên trên mạng, để cho không phải chỉ những người ở hải ngoại này mà cả những đồng bào ở trong nước của chúng ta cũng đang theo dõi sinh hoạt ngày hôm nay, để họ thấy rằng người Việt Nam chúng ta không bỏ quên quê hương. Người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại, dù ở trên trời góc biển, vẫn nhớ về quê hương và vẫn mong có một ngày trở về để cùng bà con hát khúc khải hoàn. Lời cuối cùng, chúng tôi muốn nói tới hai ca sĩ từ phương xa. Năm ngoái, Thu Sương và Đình Đại đã có mặt ở trong cộng đồng chúng ta. Và tôi tin rằng rất nhiều quý vị đang có mặt ở đây cũng đã từng hiện diện để mà chia sẻ cái tâm lòng của một người nhạc sĩ còn rất trẻ, đã thành danh ở bên trời Tây. Nhưng chỉ cần nhìn vào anh đang có mặt ở đây, và không phải chỉ mới ngày hôm nay, trong rất nhiều ngày qua đã từng bôn ba ở nơi này, nơi khác trên đất nước Hoa Kỳ này, rất là mệt mỏi trong cái việc mà luyện tập. Nhưng mà với tất cả cái tấm lòng dâng hiến cho quê hương, người nhạc sĩ trẻ đó đã cùng với Thu Sương một cái giọng ca mà thú thật với quý vị, chúng tôi đã từng biết tới giọng ca đó mà chưa hề thấy mặt của cô. Đó là những cái năm mà cái chương trình, một cái phương thức đấu tranh bằng tiếng nói qua cái hệ thống gọi là hệ thống Phon Top. Cô từ bên trời Tây, nhưng mà ở đây hay là ở Việt Nam, mọi người có thể nối tiếp kết nối với cô qua giọng nói, qua tiếng hát. Tôi nghĩ rằng hôm nay Đình Đại và Thu Sương sẽ phải mở lòng ra để mà tiếp nhận một cái tín điệp từ từng quý vị gửi tới Thu Sương và Đình Đại, để Đình Đại tiếp tục, cũng như Thu Sương tiếp tục đi cái con đường mình đang đi, để mà dùng cái sức mạnh của âm nhạc để mà khơi động lại cái tình lòng yêu nước của đồng bào chúng ta, không phải chỉ ở hải ngoại và cả ở trong nước. Chúng tôi xin kết thúc những lời này và mong rằng quý vị có được một buổi tối mang đúng cái nghĩa truyền lửa. Không phải chỗ mình Thu Sương với Đình Đại truyền lửa, mà chính quý vị là những người thổi vào cái ngọn lửa đó cho nó bùng lên, không phải chỉ ở hải ngoại và cả trên đất nước chúng ta. Xin cảm ơn tất cả. Sau vài phần hợp ca và đơn ca đầy sôi nổi của ban tủ ca Xuân Điềm, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ và của ca sĩ Diễm Linh, MC Big Trâm đã có đôi lời giới thiệu về ca nhạc sĩ Đình Đại và Thu Sương. Em xin hân hạnh giới thiệu hai giọng hát chính của đêm chuyển lửa. Cô được mệnh danh là hạt sương khuya, với giọng hát truyền cảm như sương khói. Khi thì nỉ non du dương ngọt ngào, lúc thì nghẹn ngào thổn thức, lúc thì cao vút bay bổng nhưng không kém phần hùng tráng bi phẫn, để bày tỏ lột tả trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của bài hát. Và thưa quý vị, cô tự nhận mình không phải là ca sĩ mà là chiến sĩ ca,
bởi vì cô chuyên hát dòng nhạc đấu tranh của một nhạc sĩ sáng tác trẻ, tài năng, tác giả của những ca khúc đầy máu lửa, viết cho tù nhân lương tâm, viết cho dân oan, viết cho những nạn nhân thảm họa môi trường. Và người nhạc sĩ này, kính thưa quý vị, có biệt tài phổ thơ vào nhạc, cho dù là phổ thơ của Tô Thủy Yên, thơ của Nguyễn Chí Thiện, hay của Phan Nhật Nam, của Trần Trung Đạo, hay là tự sáng tác lời ca vào giai điệu, thì dòng nhạc của anh mang đậm tính nhân văn và thấm đẫm tình yêu quê hương ngọt ngào, yêu dân tộc Việt Nam, và có sức lôi cuốn mãnh liệt. Và trong đêm chuyển lửa hôm nay, những ca khúc ấy sẽ rực cháy ngọn lửa yêu thương cho Việt Nam, để thắp sáng niềm tin cho một vận hội mới cho dân tộc. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu chiến sĩ ca Thu Sương. Dạ, thưa quý vị, Thu Sương biết là cái thời lượng nó không cho phép Thu Sương để nói nhiều, nhưng mà qua năm vừa rồi Thu Sương cũng đã có được trình bày với cùng với nhạc sĩ Đình Đại ở tại Nam Cali, và Thu Sương được rất nhiều sự quý mến của tất cả quý khán giả vào đêm hôm ấy, đã để lại cho Thu Sương một dấu ấn rất lớn. Và Thu Sương có hứa rằng là năm nay Thu Sương sẽ trở lại và sẽ làm lớn hơn. Và thưa quý vị, người mà đã giúp Thu Sương để mà thực hiện được cái lời hứa của mình, đầu tiên là chú Trần Phong Vũ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho nhà văn Trần Phong Vũ. Dạ vâng, thưa quý vị, thời gian không cho phép Thu Sương để nói nhiều thêm. Tuy nhiên, như quý vị cũng biết, trong đó có sự đóng góp rất nhiều của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, cũng như ban tù ca Xuân Điền, cũng như Nguyệt Sang phong trào giáo dân, và nhóm thân hữu của Nguyễn Chí Thiện và của anh Tùng Lánh gì Thư Sinh quên rồi nhỉ, mạng lưới nhân quyền. Thưa quý vị, phải nói là đó là một cái sự kết hợp rất lớn, nó mới có được một cái đêm như đêm nay. Thu Sương không muốn đánh mất thời gian của quý vị, bởi vì Thu Sương muốn hát cho quý vị nghe thật nhiều, chứ không phải nói cho quý vị nghe, bởi vì nói thì tất cả mọi người đã nói rồi. Xin quý vị cho Thu Sương được chia sẻ với quý vị. Thu Sương muốn đêm nay chúng ta, trước khi nhìn về quê hương để nhìn thấy những nỗi đau mất mát của đất nước mình, thì chúng ta không thể nào quên những người chiến sĩ Việt Nam, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống để đánh đổ cho chúng ta có được 20 năm tự do. Thì thưa quý vị, trong đêm nay Thu Sương xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị, tất cả những ca khúc của đêm nay đều do một đứa em tinh thần của Thu Sương, đó là ca nhạc sĩ Đình Đại. Trước khi bắt đầu vào chương trình, Thu Sương xin phép quý vị cho Thu Sương được mời Đình Đại ra đây để chào quý vị trước được không ạ? Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào nam ca nhạc sĩ Đình Đại. Dạ, Đình Đại xin kính chào với tất cả quý vị ngày hôm nay. Đình Đại ít khi nào mà đứng trước một khán phòng lớn như thế này và nhiều người như thế này, cho nên Đình Đại rất là hồi hộp, rất là run. Tuy nhiên, Đình Đại để không mất thời gian, Đình Đại xin chia sẻ với quý vị tất cả những tâm tình, những suy tư, những cảm nghĩ Đình Đại qua những bài hát sau đây. Và Đình Đại cũng xin cảm ơn tất cả những tấm lòng. Đình Đại mang rất là nhiều tất cả những cái tình cảm chân quý của quý vị ngày hôm nay, cũng như là của ban tổ chức, cũng như là của các cô, các chú, các bác từ sáng sớm ra ngoài đây xếp từng cái ghế, làm từng chút một công việc. Đình cái ơn nghĩa này rất lớn đối với Đình Đại, cho nên ngày hôm nay Đình Đại và Thu Sương xin hát hết sức mình để chia sẻ với quý vị những tâm tư, tình cảm, để mà ngày hôm nay cái gì đã đem chúng ta đến với nhau, phải chăng đó là tình yêu quê hương, tình yêu đất nước và tình yêu con người Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, buổi ca nhạc đấu tranh với chủ đề Đêm Truyền Lửa sau đó đã được bắt đầu với phần trình diễn sôi động từ đầu đến cuối của các ban tù ca Xuân Điềm, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, các ca sĩ Diễm Liên, Thu Sương, Đình Đại, cũng như phần giới thiệu những ca khúc trong CD Vùng Đất Chết và Lửa Tù do Đình Đại và Thu Sương thực hiện. Và chương trình đã kết thúc vào buổi tối cùng ngày sau lời cảm ơn của đại diện ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phát sóng ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.